Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án nút giao khác mức ngã tư đường Tôn Đức Thắng, máng nước quốc lộ 5 vào ngày 8 tháng 10 tới. Các cấp chính quyền địa phương tập trung xây dựng nhà cho người dân sau cơn bão số 3. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng, máng nước quốc lộ 5 là dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thành phố, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5 và đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển của nhân dân. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án đã chậm hơn 2 tháng so với yêu cầu của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Vướng mắc tập trung vào các hộ dân có đất hành lang giao thông chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân huyện đang hoàn thiện các thủ tục tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng vào ngày 8 tháng 10 tới đây. Dự án nút giao khắc mức ngã tư đường Tôn Đức Thắng, máng nước quốc lộ 5 đang bị chậm hơn 2 tháng so với yêu cầu thành phố, mà nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua công tác tuyên truyền vận động, đến ngày 6 tháng 10 đã có 6 trên 7 hộ dân chấp hành tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ dự án, Ủy ban dân huyện, Ban cưỡng chế huyện sẽ tiến hành cưỡng chế đồng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Với một công trình vi phạm của một hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, Ủy ban dân huyện huy động nhân lực phương tiện sẵn sàng tham gia cuộc cưỡng chế. Thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10. Qua khảo sát, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 67.000 lao động nhập cư có nhu cầu về nhà ở, trong đó khoảng 30.000 công nhân lao động có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trước thực tế, quỹ nhà ở do doanh nghiệp đầu tư xây dựng cho công nhân lao động còn ít như hiện nay, chủ trương phát triển nhà ở xã hội được đông đảo công nhân lao động quan tâm ủng hộ. Theo số liệu của Sở Xây dựng, giai đoạn 2021-2030, nhu cầu nhà ở công nhân lao động cần khoảng 40.000 căn. Các công trình nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu theo quy định, bảo đảm các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, chất lượng tiệm cận với căn hộ thương mại. Về giá bán, có nhiều phân khúc để người dân có thể lựa chọn phù hợp với khả năng chi trả. Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố khởi công xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội với tổng số hơn 15.000 căn, trong đó có nhiều dự án lớn dành cho công nhân lao động. Thành phố cũng định hướng quy hoạch, bố trí quỹ đất khoảng 42 địa điểm với diện tích gần 500 ha để thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Các dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo quỹ nhà ở xã hội dồi dào, giải quyết nhu cầu về nhà ở của công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Cơn bão số 3 vừa qua đã để lại những thiệt hại không nhỏ cho ngành du lịch Hải Phòng. Đến nay, các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch đang dần từng bước phục hồi cơ sở hạ tầng để sẵn sàng cho mùa du lịch thu đông năm 2024. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng du lịch Hải Phòng đã và đang cùng nhau chung tay, chia sẻ về tinh thần và vật chất nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi để thúc đẩy tăng trưởng du lịch Hải Phòng. Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, phần đông các đơn vị cơ sở du lịch bị thiệt hại sau cơn bão Yagi đều nằm trên địa bàn thị trấn Cát Bà. Tốc mái, hư hỏng nhiều hạng mục công trình đều là tình trạng chung của nhiều cơ sở nơi đây. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở đã cơ bản khắc phục xong hậu quả và đang trong quá trình tái thiết, xây dựng lại. Ban đại diện Hiệp hội Du lịch Hải Phòng đã tới thăm hỏi và chia sẻ với các chủ cơ sở về những thiệt hại trong cơn bão vừa qua, đồng thời trao tặng những món quà. Tuy giá trị vật chất chưa phải quá lớn so với những tổn thất mà các cơ sở đang phải khắc phục, nhưng lại có ý nghĩa động viên rất lớn về mặt tinh thần. Hôm nay cũng được Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng người ta có nhà giúp đỡ và tài trợ món quà này và rất là có ý nghĩa với gia đình tôi ạ. Và tôi cũng mong là coi như là đến qua bão nhà chúng tôi cũng khắc phục lại để cho ổn định. Hiệp hội luôn luôn là một cái cầu nối giữa các cái thành viên trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và các địa phương đến khách hàng. Thì chúng tôi cũng rất là cảm kích sau một cái trận siêu bão như vậy, nhận được cái tấm lòng của tất cả các anh chị em chủ tịch hiệp hội, các phó chủ tịch và các anh chị em thành viên. Thì đây là một cái nguồn động viên tiếp nối cái sức mạnh cho chúng tôi để có thể hoàn thiện thật sớm và phục vụ du khách thập phương. Sự động viên thăm hỏi và những món quà ý nghĩa mà Hiệp hội Du lịch Hải Phòng trao tới các hội viên đã phần nào khích lệ tinh thần của các đơn vị, từ đó tạo sự gắn kết đồng lòng, cùng nhau chung tay từng bước phục hồi ngành du lịch Hải Phòng để sẵn sàng cho mùa du lịch thu đông năm 2024.
Xã Bát Tràng, huyện An Lão là vùng trồng thanh long tập trung lớn nhất của thành phố với hơn 70 ha. Sau cơn bão số 3, khoảng 1/3 diện tích cây thanh long bị gãy, đổ thối gốc, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Vì vậy, những ngày qua, các hộ dân trồng thanh long đã khẩn trương làm đất, vệ sinh đồng ruộng, trồng và dựng lại các giàn gãy đổ, từng bước khôi phục sản xuất trồng trọt. Tầm hơn chục năm trở lại đây, người dân xã Bát Tràng đã xóa bỏ một số diện tích trồng vải bị cỗi hoặc nhiễm sâu bệnh, cho năng suất thấp, chất lượng quả không cao để chuyển đổi sang trồng thanh long. Cây thanh long cùng họ với loài xương rồng thuộc loại thân mềm, dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, lại nhanh ra quả, có thời gian thu hoạch dài, vì vậy giá trị kinh tế mang lại khá cao. Tuy nhiên, cơn bão số 3 vừa qua đã làm 1/3 diện tích trồng cây thanh long bị gãy, đổ, thối rễ, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Vườn nhà mình thì nó thiệt hại khoảng 50%, còn xung quanh thì có những người 70-80%. Cây thanh long mưa bão bị ngập úng, thối rễ, thì nếu mà để khôi phục thì phải bơm nước vét rạch cho nó khô ráo để sang năm thu hoạch, chứ còn năm nay là thua rồi. Sau bão, các hộ trồng thanh long đã khẩn trương tiêu thoát nước ngập úng, dọn cắt tỉa cành bị gãy, dựng trồng lại các cột và cây bị nghiêng đổ. Đến nay, cơ bản các diện tích trồng thanh long của xã Bát Tràng đã được khôi phục lại. Tuy nhiên, để có năng suất sản lượng thanh long ổn định như trước, sẽ phải mất 1 đến 2 năm. Cái cây thanh long thì cho cái hiệu quả năng suất về kinh tế nó rất là cao. Nhưng bà con cũng sau bão cái là triển khai ngay cho dựng và cắt tỉa dặm trồng lại. Thì đến nay cơ bản là cái diện tích phục hồi, những diện tích bị thiệt hại là nó rơi khoảng 80%. Hàng năm, quả thanh long mang lại giá trị hơn 30 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế và tỉ trọng nông nghiệp của xã Bát Tràng. Vì vậy, sau bão, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã chỉ đạo người trồng thanh long khẩn trương làm đất, vệ sinh đồng ruộng, trồng, dựng lại các cột và giàn gãy đổ, tập trung chăm sóc cây để khôi phục sản xuất, sớm cho thu hoạch. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10, tại nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao thành phố Hải Phòng diễn ra kỳ thi nâng đai, đổi đai võ cổ truyền quốc gia lần thứ 3 năm 2024. Đây là sự kiện thường niên quan trọng do Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Võ Cổ truyền Hải Phòng tổ chức. Đối với các môn võ cổ truyền, các bậc đai đại diện cho trình độ chuyên môn, sự phát triển toàn diện về kỹ thuật, đạo đức của võ sinh trong quá trình tập luyện và thi đấu. Từ những bước đầu tiên ở vị trí học viên đến khi trở thành võ sư, mỗi bậc đai có màu sắc và ý nghĩa riêng, thể hiện sự trưởng thành trong hành trình học võ. Kỳ thi nâng đai và đổi đai lần thứ 3 diễn ra tại thành phố Hải Phòng, có trên 140 thí sinh đến từ 10 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham dự và là kỳ thi cuối cùng theo quy định cũ. Ở đợt thi thứ 3, đợt thi cuối cùng của năm 2024, các thí sinh là vận động viên, trợ giảng, huấn luyện viên và võ sư thi 4 đẳng, 5 đẳng, 6 đẳng, 7 đẳng đều thực hiện thi quyền, đối kháng và thi lý thuyết. Thì đây là một cái hoạt động vô cùng quan trọng về chuyên môn của Liên đoàn Võ Thuật của Việt Nam, Thì qua đây để đánh giá được cái sự phát triển về chuyên môn của các võ sư, các huấn luyện viên. Đây là một cái dịp mà các võ sư, các huấn luyện viên được trau dồi thêm về chuyên môn và chất lượng của các giải đấu quốc gia sẽ được nâng cao. Mỗi kỳ thi này là có tất cả các nơi cùng về thi để cọ sát với nhau để tìm hiểu những cái hay cái mới của võ cổ truyền. Và qua đó thì các thí sinh học hỏi được thêm nhiều cái kinh nghiệm và cách thức tổ chức mới đem về áp dụng cho địa phương, và sẽ giúp cho phong trào võ thuật cổ truyền Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Ban giám khảo chấm thi có 7 thành viên là những võ sư cao cấp, có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm trong làng võ cổ truyền Việt Nam, đã có những buổi làm việc nghiêm túc, công tâm, trách nhiệm, thể hiện đúng tinh thần thượng võ của dân tộc. Trong chiều qua, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cũng tổ chức buổi bảo vệ luận văn đẳng 7, võ sư cao cấp đối với 10 võ sư đến từ các tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai. Trong đó, Hải Phòng có 3 võ sư. Kỳ thi nâng đai đổi đai lần thứ 3 tại Hải Phòng do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tổ chức thì theo tôi đánh giá là một kỳ thi tổ chức rất chặt chẽ và khoa học. Từ khi chuẩn bị đến thời điểm này thì ban tổ chức chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Sau cơn bão số 3, về cơ sở vật chất của Hải Phòng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng ban tổ chức đã cố gắng sắp xếp để kỳ thi diễn ra rất là đầy đủ và quy mô.
Kỳ thi không chỉ giúp cho các võ sĩ, võ sư, huấn luyện viên có đủ điều kiện được thăng cấp đai, tạo sân chơi lành mạnh, cọ sát, học tập chuyên môn, mà còn giúp cho giới chuyên môn kiểm tra, đánh giá chất lượng luyện tập thực tế của các võ sinh tại các địa phương, góp phần quan trọng trong việc phát triển mạnh mẽ phong trào luyện tập võ cổ truyền tại Hải Phòng nói riêng và toàn quốc nói chung. Phần cuối bản tin thời sự trưa nay là những thông tin dự báo thời tiết. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.